Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, sáng ngày 29 tháng 1, tức là ngày 8 tháng Giêng, tại bến thuyền Pa So, thị trấn Phong Thổ, UBND huyện Phong Thổ đã tổ chức lễ hội đua thuyền Pa So năm 2023. Đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Sùng A Nủ, Bí thư huyện ủy Phong Thổ, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch dự lễ hội. Lễ hội đua thuyền Pa So được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua, lập thành tích chào mừng Xuân Quý Mão năm 2023, hướng tới chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, những ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của huyện Phong Thổ trong năm 2023. Lễ hội là hoạt động góp phần bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa, thể thao các dân tộc trên địa bàn huyện, là hoạt động thiết thực để bảo tồn, phát huy và quảng bá hình ảnh bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Phong Thổ gắn với phát triển du lịch. Tham dự lễ hội đua thuyền Pa So có 10 đội thi đến từ các xã Mường So, Khổng Lào, Bản Lang, Hoang Thèn, Malifor, Hủy Luông và thị trấn Phong Thổ với hơn 100 vận động viên tham gia. Ngay sau tiếng trống khai hội, các đội đã tham gia tranh tài tại bến thuyền Pa So, thị trấn Phong Thổ, khu vực ngã ba sông Nậm Na và suối Nậm So. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 71 của Chính phủ ngày 2 tháng 11 năm 2022 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Lai Châu. Ngày 1 tháng 1 năm 2013, Đảng bộ phường Quyết Tiến được thành lập và đi vào hoạt động theo quyết định số 1001 ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Thị ủy Lai Châu, nay là Thành ủy Lai Châu. Trên cơ sở điều chỉnh diện tích tự nhiên và nhân khẩu của phường Quyết Thắng cũ, trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Quyết Tiến luôn phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng phường phát triển toàn diện, vững mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Trên cơ sở khai thác tiềm năng thế mạnh địa phương, trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn phường Quyết Tiến đạt 57 triệu đồng một người một năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng xác định, tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ chiếm trên 60%. Phường có gần 400 tổ chức cá nhân kinh doanh thương mại dịch vụ, doanh thu 10 năm qua ước đạt là 650 tỷ đồng. Nông lâm nghiệp dần được chuyển đổi sang sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao như mô hình sản xuất nấm đông trùng hạ thảo, mô hình trồng sao, sấy chè tuyết san, mô hình nuôi ong, mô hình chăn nuôi lợn, mô hình trồng hoa phong lan, mô hình trồng rau an toàn. Toàn phường đã có 6 sản phẩm được công nhận ô cốp 3 sao. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2022 đạt 15,77 tỷ đồng, tăng 5,77 tỷ so với năm 2013. Giá trị sản xuất trên 1 hecta đất nông nghiệp bình quân tăng 18,5% một năm. Nhà mình bắt đầu làm cái đông trùng hạ thảo là năm 2012 thì cán bộ phường và bên phường rất là tạo điều kiện về, ví dụ là động viên về trạm lúc đầu là cũng sản phẩm mới mà. Thì được cái là cấp xã phường, cấp thành ủy, cấp tỉnh giúp đỡ rất là nhiệt tình. Hiện tại thì nhà mình cũng có khoảng hơn 10 sản phẩm và 6 sản phẩm đạt ô cốp 3 sao. Thì cũng để quảng bá cho sản phẩm của mình bán được nhiều hàng hơn mà cũng tạo công ăn việc làm cho bà con Lai Châu được 66 nhân công hiện tại. Cùng với phát triển kinh tế, phường Quyết Tiến quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của phường còn 0,55%, hộ cận nghèo 0,28%, 8 trên 8 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa. Người dân được quan tâm chăm sóc sức khỏe với 97% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Chất lượng giáo dục được nâng lên, công tác quốc phòng an ninh tiếp tục được tăng cường củng cố. Diện mạo đô thị đã có sự đổi thay rõ nét so với trước kia. 10 năm qua, kể từ khi được chia tách thành lập, là một khoảng thời gian rất ngắn so với sự hình thành và phát triển của một xã phường. Khi mới thành lập, phường chưa có trụ sở để làm việc. Các cơ quan của phường phải làm việc trong những điều kiện cơ sở rất khó khăn. Các tổ dân phố đều chưa có nhà văn hóa làm nơi sinh hoạt, hội họp. Các tuyến đường nội thị trong địa bàn phường chưa được hoàn thiện. Nhiều đoạn đường là đường giải đá cấp phối, nhiều ngõ dân cư là đường đất dân sinh. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, chỉ trong một thời gian rất ngắn, Quyết Tiến như đã thay da, đổi thịt. Phường đã có trụ sở làm việc khang trang, có nhà văn hóa đa năng để phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của nhân dân các dân tộc trong phường. Các đoạn đường nội thị đã được nâng cấp, giải nhựa bằng phẳng và trở thành các tuyến đường phố văn minh. Các ngõ dân cư được đổ bê tông sạch sẽ, đường điện sinh hoạt
điện chiếu sáng được kéo tới tất cả các ngõ ngách trong khu dân cư. 100% các tổ dân phố đều đã có nhà văn hóa, nhiều hộ gia đình có đời sống khá. Xác định công tác xây dựng đảng là trọng tâm, trong 10 năm qua, Đảng bộ phường Quyết Tiến đã tập trung nâng cao công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, kịp thời quán triệt phổ biến và thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên. Đến nay, Đảng bộ có 14 chi bộ trực thuộc kết nạp tiếp nhận 195 đảng viên, nâng số đảng viên phường lên 335 đảng viên. Bước vào giai đoạn mới, Đảng bộ chính quyền và nhân dân phường Quyết Tiến tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của phường, tập trung phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Trước những cái thuận lợi và cái khó khăn đan xen, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường tiếp tục phát huy cái truyền thống đoàn kết, vững bước xây dựng phường Quyết Tiến ngày càng phát triển. Phấn đấu đến năm 2032 thì thu nhập bình quân đầu người là đạt khoảng 80 triệu đồng trên người trên năm. Tập trung thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng và cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với lại điều kiện thực tế của phường. Tuyên truyền khuyến khích các hộ gia đình phát huy và khai thác các nguồn lực để hỗ trợ cho nhân dân đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, tiếp tục cải cách hành chính, tập trung quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên mới. Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quyết Tiến kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc phường Quyết Tiến chung tay thi đua, nỗ lực, trách nhiệm xây dựng phường Quyết Tiến ngày càng phát triển. Những kết quả đạt được của phường Quyết Tiến trong 10 năm qua đã khẳng định nhịp sống đô thị từng ngày thay đổi, tạo điều kiện để mỗi cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong phường cùng bắt nhịp với sự phát triển của xã hội. Chặng đường 10 năm là chặng đường cùng nhau hợp sức, chung lòng, tạo nên bước đột phá mới trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội, góp phần hòa mình vào thành tựu chung của thành phố Lai Châu trên con đường đổi mới và phát triển. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhờ triển khai giải pháp khơi thông nguồn lực, đánh thức tiềm năng thế mạnh địa phương, những năm gần đây huyện Phong Thổ đã mở ra nhiều cơ hội để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, đặc biệt là phát triển công nghiệp thủy điện. Với địa hình đồi núi cao bị chia cắt thành nhiều khu vực, nhiều sông suối đã giúp cho huyện Phong Thổ có tiềm năng để phát triển công nghiệp thủy điện quy mô vừa và nhỏ. Khai thác lợi thế này, huyện tập trung quy hoạch từng vùng có khả năng xây dựng nhà máy thủy điện, mời gọi và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp vào triển khai các dự án thủy điện trên địa bàn. Qua thời gian khảo sát thực tế trên địa bàn huyện Phong Thổ, đây là một địa bàn có mực nước tốt và độ dốc cao để làm tiềm năng phát triển thủy điện rất là tốt. Công ty cổ phần SCI đang tham gia ở trên địa bàn như huyện Phong Thổ 3 dự án nhà máy thủy điện Đậm Lộ 1, Đậm Lộ 2 và thủy điện Đậm Xe. Được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ cũng như ủy ban nhân dân các xã mà công ty đang triển khai dự án đã tạo điều kiện giúp đỡ cho công ty này hoàn thành dự án. Và trong dự án Đậm Lộ 1 chúng tôi đã phát điện 72 giờ thử nghiệm của nhà máy, còn các nhà máy như Đậm Lộ 2 và Đậm Xe bên công ty sẽ đảm bảo đúng tiến độ phát điện trong quý 1 năm 2023. Cho đến thời điểm hiện tại thì toàn huyện Phong Thổ có 32 dự án thủy điện với tổng công suất lắp máy là 384 MW. Trong đó, 7 dự án thủy điện đã thi công hoàn thành đi vào hoạt động như Nậm Lụng, Nậm Cát, Nậm Na 1, Nậm Pạc 1, 2, Nậm Pạc 1A, Nậm So 2. 8 dự án thủy điện đang thi công, còn lại là các dự án chưa thi công và đang chờ được phê duyệt chủ trương đầu tư. Việc phát triển công nghiệp thủy điện đã mang lại nguồn thu ngân sách cho địa phương cũng như người dân khi được hưởng tiền dịch vụ chi trả môi trường rừng mỗi năm một tăng lên. Đơn cử như dự án thủy điện Nậm So 2, công suất 18 MW của công ty cổ phần phát triển điện Lai Châu, sau khoảng 4 tháng phát điện đã đóng góp hơn 500 triệu đồng vào quỹ chi trả dịch vụ môi trường rừng. Nhà máy thủy điện Nậm So 2 bắt đầu phát điện từ đầu tháng 8 năm 2022 đến nay là cũng được gần 4 tháng. Thì chúng tôi đã đảm bảo phát điện là an toàn, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Con người thì thực hiện trực 24/24 trên nhà máy, 3K4 kíp thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn với nhà máy.
Hiện nay thì nhà máy thủy điện Nậm Sau 2 đã thực hiện đang phát nguồn mùa khô là thực hiện 5 tiếng một ngày. Đối với lại các cái nhà đầu tư vào tìm hiểu và đề xuất chủ trương đầu tư thì chúng tôi đã phối hợp và tạo điều kiện hết sức có thể cho các cái nhà đầu tư. Ngoài cái việc mà chúng tôi cung cấp các cái loại quy hoạch trên địa bàn ra thì chúng tôi chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn phối hợp với lại các cái chủ đầu tư để làm công tác tham vấn cộng đồng. Đó. Thế rồi rà soát các cái trường hợp khó khăn về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để hỗ trợ cho các nhà đầu tư. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng khuyến khích các nhà đầu tư tìm hiểu thêm các cái cơ hội khác để đầu tư ngoài cái thủy điện, để liên kết với người dân để làm phát triển các cái dự án khác, thì để tạo cái sự đồng thuận giữa nhà đầu tư với lại người dân để triển khai các dự án được thuận lợi hơn. Đặc biệt, các dự án thủy điện trên địa bàn huyện Phong Thổ hiện nay đã và đang góp phần giải quyết việc làm, ổn định cho hàng trăm lao động tại địa phương với mức thu nhập cao cùng với các chế độ đãi ngộ đảm bảo đời sống cho các gia đình. Được công ty tuyển dụng vào được 2 năm và trong thời gian tuyển dụng thì cũng được công ty hỗ trợ đi đào tạo chuyên môn ở nhà máy thủy điện đã vận hành ở Quảng Trị và Nghệ An. Sau khi đạt yêu cầu vận hành thì hiện tại chúng tôi quay lại nhà máy thủy điện Nậm Lụ 1 để vận hành dây chuyền sản xuất thủy điện Nậm Lụ 1. Và trong quá trình vận hành thì cũng được công ty tạo điều kiện hỗ trợ chúng tôi hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi ngày lễ Tết và các chế độ bảo hiểm xã hội. Thời gian tới, huyện Phong Thổ tiếp tục phối hợp với các sở ngành có liên quan giải quyết kiến nghị của người dân, những khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư trong công tác hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người dân và doanh nghiệp để các dự án thủy điện đang thi công sớm hoàn thành đưa vào phát điện. Các dự án thủy điện đã được cấp chủ trương sớm khởi công thi công, qua đó thúc đẩy nền kinh tế của huyện phát triển. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Công an xã Mường Qua, huyện Tân Uyên đã chủ động phối hợp với các đoàn thể xã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tại cơ sở, tăng cường tuần tra địa bàn. Nhờ đó mà tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã cơ bản ổn định, nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại địa bàn. Thời gian qua, để đảm bảo an ninh trật tự, Công an xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên đã tham mưu cấp ủy chính quyền, chỉ đạo các đoàn thể phối hợp với lực lượng công an xã thực hiện tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự. Công an xã phối hợp với cả các đoàn ngành, ban ngành đoàn thể của xã tổ chức tuyên truyền thì người dân đã nâng cao được nhận thức và chấp hành pháp luật tốt hơn. Từ đó là các vụ việc là ít xảy ra hơn, tình an ninh an toàn giao thông là được đảm bảo. Trước đây, xã Mường Khoa là một trong những địa bàn tương đối phức tạp bởi có nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và tình trạng trộm cắp thường xuyên diễn ra. Từ đầu năm 2020, khi được lãnh đạo Công an huyện Tân Uyên phân công về đảm nhận các chức danh công an xã, lực lượng công an xã đã không ngừng nâng cao nghiệp vụ, phối hợp với chính quyền địa phương, nhân dân trong việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn và trấn áp tội phạm được chính quyền địa phương đánh giá rất cao. Để đảm bảo an ninh trật tự, công an xã đã tham mưu Đảng ủy, chính quyền tổ chức tuyên truyền pháp luật tới người dân tại các thôn bản. Ngoài ra, lực lượng công an xã lồng ghép trong các cuộc họp của mỗi đoàn thể tuyên truyền cho nhân dân nêu cao tinh thần tự giác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tuyên truyền công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thông qua các buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật, không chỉ truyền tải kịp thời các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với người dân, mà còn nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của bà con. Qua đó, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn ngừa việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi những phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, giảm bớt tệ nạn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Trong năm 2022 vừa qua, lực lượng công an xã đã lồng ghép và tổ chức tuyên truyền được hơn 20 buổi với hơn 7.000 lượt người tham gia. Trong thời gian qua, tôi đã cùng với lực lượng công an xã đến tuyên truyền cũng luật an toàn giao thông, luật hôn nhân và gia đình, công tác phòng chống tội phạm. Từ đó, nhân dân nâng cao được cái nhận thức mà tình hình tội phạm giảm xuống. Từ đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị
trên địa bàn. Để góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân và công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật thực sự phát huy hiệu quả, trong thời gian tới, Công an xã Mường Khoa sẽ tiếp tục đưa ra nhiều hình thức tuyên truyền có hiệu quả, thực hiện thường xuyên, liên tục, phù hợp với từng thôn bản, đối tượng tuyên truyền, xác định đúng nội dung và đa dạng hóa hình thức. Phấn đấu trong năm 2023, tổng doanh thu từ thương mại dịch vụ du lịch đạt trên 102 tỷ đồng. Đây là một trong những nhiệm vụ được huyện Tam Đường chỉ đạo thực hiện quyết liệt gắn với phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động thực hiện công tác quản lý thị trường, kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường cho hàng hóa nông sản của địa phương, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các loại hình thương mại dịch vụ, tăng cường quảng bá, thu hút phát triển du lịch, xây dựng liên kết tour tuyến địa điểm du lịch, phát triển các loại hình du lịch sinh thái, bản sắc văn hóa, phục vụ du khách. Năm 2022, công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em luôn được các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện. Tính đến nay, toàn tỉnh có gần 72% xã phường đạt tiêu chuẩn xã phường phù hợp với trẻ em. 73% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển. Để tiếp tục nâng cao chất lượng bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, các cấp, các ngành, các địa phương đã tích cực triển khai công tác xây dựng xã phường thị trấn phù hợp với trẻ em theo quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó tập trung vào các tiêu chí như là bố trí nguồn lực, thực hiện quyền trẻ em, đẩy lùi những nguy cơ khiến trẻ em bị xâm hại, tai nạn thương tích, vi phạm pháp luật, sử dụng ma túy. Bên cạnh đó, đảm bảo cho trẻ em được khám sức khỏe định kỳ, tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng. Trẻ em đi học đúng độ tuổi, được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, thể dục thể thao để phát triển toàn diện thể chất và trí tuệ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin thời sự lần sau.